Cưng vô lây là cây vương. Rồi mày chắc chúng hôn quá, chắc thằng Minh Ginh luôn quá. Chóng rồi. Quá. Vòng quay này. Hết chóng rồi, hết chóng rồi, hết chóng rồi. Rồi, tùng Ginh thiệt hả? Bánh phu. Tùng Ginh Ginh chắc tùng Ginh Ginh. Không, mà nếu mà vô bánh trung thu này mà ra thì quá mua đèn chó luôn vừa đó. Đèn này có pin á. Đèn chó biết không? Đèn chó này. Đèn cây không? Rồi rồi. Đây đây. Tao tao đè lòng mày chạy quán mày mua mấy cái đèn chó đi. Bà đậu vô bánh trung thu đó bà đậu. Có đâu chứ không có đâu. Quay gì mấy cái gì vậy? Bỏ luôn á. Chỗ lên. Bỏ luôn á. Nếu như không, mày vô được bánh trung thu thì anh đi để lại lá vàng, anh đi để lại cho nàng thằng cu. Để tôi giúp cái bánh thằng cu này cho. Mùa nói tiếp. Xin chào tất cả các bạn nha. Chào các bạn nha. Chào bạn nha. À, các bạn ơi, tối hôm nay anh em mình sẽ có một thử thách nha bạn. Thì mình sẽ đặt thử thách ra để cho quay viên Te và Lùng sẽ đấu với nhau nha bạn. Hôm nay mình sẽ là cameraman, mình sẽ không chơi, mình sẽ là người quay phim nha bạn. Thì mình có mua 15 trứng hột gà nướng nha. Đây một món nè. Và đây là 10 cái đùi gà nướng luôn nha bạn. Và đây có 6 cái bánh trung thu nha. Và 6 cái bánh bông lan. Và 4 cái bánh bía nha bạn. Thì Lùng, quay phim và Te sẽ có một cái vòng quay. Người cuối cùng còn ăn nha. Nếu mà cái người mà cuối cùng còn ăn một trong những món trên bàn này thì sẽ nhận 500k tiền thưởng từ mình nha bạn. Đây 500k mình sẽ để đây nha. Đó 500k. Đó. Lực chơi như thế này. Anh em nào quay vô cái nào sẽ ăn cái đó. Giống như quay vô hột gà thì ăn một lần là 3 trứng. 3 trứng à. Quay vô đùi gà ăn một lần là 2 cái. Quay vô bánh bông lan ăn một lần 2 cái. Bánh trung thu quay vô bánh trung thu thì ăn một lần 1 cái. Và bánh bía ăn một lần 1 cái. Rồi. Quay phim và Te có đồng ý chắc thằng Lùng vòng đầu tiên không? Okay. Dư sức. Đó. Tại vì Lùng ăn yếu các bạn nên sẽ chấp Lùng một vòng đầu tiên. Chấp 3 vòng luôn. Trời ơi, máu các bạn. Lời máu à. Chấp làm vòng đi vậy. Okay. Là vòng đầu tiên quay phim với Te quay vô cái gì thì hai người đó sẽ ăn. Còn Lùng là khổ quay vòng đầu tiên. Qua. Wow. Ok, chấp một vòng. Ok. Đây là vòng quay của anh em mình nha bạn. Có là bánh bía nè, hột gà, bờ trung thu nha. Đây gà. Đây gà. Đây là đùi gà nha. Còn này là bờ bông lan nha. Ok. Còn đây là bờ bía nha. Đó, thì có những rồi bạn. Thì cái này có ô trống nha. Anh em nào quay được ô trống là ô may mắn, là ô qua lượt á. Bây giờ không được ăn. Ok không? Chốt đó. Chốt đâu? Chốt. Đây 500k mình để đây nha bạn. Rồi bây giờ quý viên quay đi. Rồi quay đầu tiên luôn cho Lùng là cái người bị chấp cùng nhau đó. Ok. Tay ra quay phim đi. Dứt. Anh quay chứ đi. Chấp anh luôn. Nào không quay, con nào không quay. Ai cũng chịu à. Rồi chơi vòng đi các bạn ơi. Vô trống mẹ đi. Tao đang có hụt chất. Được không? Trống. Đùi gà. Nếu như mày quay luôn trống là như là Lùng nó to cuộc sống. Ừ. Cũng như trống không trống. Rồi chấp luôn. Ừ đúng rồi. Thằng bé mà vòng đầu tiên mình em ăn sao anh hai? Mày có tin là mày ăn chung đi cho vui. Mày có tin là mày cá bánh chung không? Không. Vô trống luôn sao? Tôi vô là bánh đùi gà quá. Đùi gà hả? Trống rồi bé, trống rồi. Cho vô bánh xe luôn. Có trống hiện mày. Không rồi, không trống rồi, không trống rồi. Gì trời. Ba chứ hột gà. Hột gà. Ngon cái mày. Ngon trời. Ở trong đây có hột gà là dễ nhai, dễ ăn, dễ nuốt cái mày. Đúng. Tay vô chấp trời. Rồi tới rồi. Rồi em đừng có phải đi làm ăn của nó. Em mua trống. Đây bánh trung thu. Sao đãi đội ăn thì là như hợp cẩm nha. Cũng bự lắm nha các bạn. Bánh trung thu này nếu mà vô hai lần liên tục là đai hẹt đó. 250 không ta? Này có 150, 200 gram thì sao biết. Một bánh là mọi. 200 gram này. 200 gram chứ là đó. Rồi vô trống rồi, chắc chắn rồi. Rồi. Thế ơi. Ờ hai bông lan cũng được, cũng được, cũng đỡ. Cũng đỡ. Đây là vòng đầu tiên là quay phim hai cái bông lan và ba chiếc gà. Lùng thì bị chấp là cũng đỡ, đã khổ. Da làm cameraman nha bạn. Bánh bông lan được. Ồ cái da mày nhìn miệng vậy là kèm. Ừ. Miệng. Miệng rồi. Nhìn miệng đi bạn ơi. Đây bánh bông. Dòng sao nhìn miệng nữa không bạn? Đây là bánh bông lan của quay phim nha bạn. Mình biết là bánh đà lon nha bạn. Đà lon đó. Đúng rồi, bánh đà lon bán ký. Tại sao không ghi là bánh hộp lon? Bánh hộp lon. Chứ bánh đà lon của em trai. Em chọn đều. Không được nha, bánh hộp lan được làm thịt trứng nha. Được. Thôi nói chung là mình ăn trước nha bạn. Và quay phim là hai cái bánh lan nha bạn. Thôi kẹn nha. Thôi kẹn, ok. Rồi cả bạn nha. Đó trời, cái hổng. Cái gì vậy ba? Đủ, bỏ con lên ép tay con một thứ chạy. Hắn ăn bánh ngọt hay gì ông nội ơi? Cái quái đàn chắc cái này không phải ngọt đâu, nó mặn mặn mà có xà bông nữa mà. Mặn mặn à? Ừ. Để thử cái này. Cái xà bông dưới bơ nè. Hay phô mai ta?
Khoai mô. Sữa. Sữa. Khoai mô. Ê, ba cái trứng này đổi một cái bánh làm được không? No. No. Ngon thiệt ông ơi. Ngon hả? Mà ngán nhà mày nha. Wow. Ừ, ngon miệng nghe. Ồ, tính ra người ta nó chơi mini chạy là miếm miếm không? Ồ. Cái hồng cái phiền người ta à. Ồ ha. Chúng ta ăn vô ba trứng chạy luôn trời. Vô này. Vậy là tính chứng tỏ là lùn bữa nay được chấp chọn chạy một vòng không? Cố gắng đó. Ok. Chắc vòng sau nhịn nữa phải. Nhịn được. Nhịn được nhà mày. Nó không chèo quay em hên nhẹ. À hên thì bữa thua à. Đưa bà đi chè. Thắng bại tại hên đó đó. Đi hay ba chị ra. Ba ly. Ba ly. Ở cái trời mới phiên mua thái ăn mấy con lan nó thì dung nổi. Còn thiên ông thằng này phải ăn hùng cả nướng như vậy. Trời khoái đàng khoái luôn á, quả ngon luôn. Thiệt hả? Ngon dữ trời. Có mình thèm dễ dàng chạy. Không thèm. Vô ông lan là khỏi bóp luôn. Cứng ngắt hả? Ừ, khỏi bóp luôn. Vậy đặt bột cà phê bơ không? Cứng có nhân gì nữa kìa trời. Sữa. Sữa hả? Béo không, béo không? Trời, hai ba lỗ nhân ngoại trong luôn. Mà ăn liền béo. Nhưng tôi lắm chứ hả? Vậy là dòng sao mày vô hai cái đi. Trời bông gán mình ăn. Trời bông lan đúng không? Thôi mình chơi mình gán ăn hết 5 vị luôn nha bạn ơi. Mới đã. Thằng ta chứ ba hả? Chứ ba. Thấy ghê trời. Nhanh dọn lại em nội ơi. Chơi giá đủ rồi cho ba chứ. Ba chứ ba. Mình đang hèm nữa kìa. Quay vô hèm không? Ừ. Qua. Nghĩ sao được ông trai mà ăn chút xíu. Trời ăn giống mèo hơi trời. Em ăn có chút xíu kìa. Nó nghe bụng thèm chứ mày. Thèm. Được rồi, tôi sẽ cho mình bánh phu. Thôi vô hả? Thôi lùi vô chấm đi. Anh xuống đây, xuống đây. Thắng bại tại tay ông chứ giờ kêu có vô được đâu. Thắng bại tại kỹ năng rồi. Rồi, hết nhau rồi. Nghe gì trời. Phải không? Rồi, Lùng là người quay trước. Ba Lùng nãy được chấp một chồng rồi, bây giờ tới Lùng là người quay trước nha bạn. Ok. Rồi, mời bạn. Ngán quá, ngán rồi. Có cái nào tôi nhìn thèm không vậy? Có cho ông chạy. Nhìn thèm mà đẳng luôn á. Lên xuôi gũi mà vòng quay là con trống mà. Ai có người hỏi nhìn thèm chưa? Nhìn thèm quá chồng. Không biết lúc nào thôi. Nếu như mà được con trống nữa là mày ngon luôn á. Ngon. Sao ngon chạy? Mày qua được hai tua không ngon cái thèm vậy? Ê ông đừng vô trung thu nha. Yêu cầu là gì? Cho cái bù tặng quà với ông luôn á. Mà đừng cứ vô bò bía nha. Con trống thì cho cái này. Con trống đi. Sợ cái này ăn khát nước rẻ tiền đó fan. Đúng. Còn lại con khát nước. Hai, có kìa bên. Có kìa bên. Vậy. Có kìa bên. Hai vòng luôn trời. Đúng rồi. Giờ chấm không hai vòng luôn rồi. Chấm hai vòng. Chấm có vòng mà ông tự bơi vòng thôi. Tự bơi. Tới này nè. Rồi nhìn tay em thèm nữa rồi. Rồi, tôi vô cái đùi gà đi. Đùi gà? Ừ, hai cái đùi gà mấy. Xong anh xin, không bánh em còn anh khen. Rồi, tôi sẽ tao bánh 5 món này. Làm cái trung thu đi, gần tới trung thu rồi. Chắc trung thu em bèn đi tôi. Rồi, đang đồ bạn ăn. Chị đẹp gái vậy? Đang đồ bạn tiếp đi, hồi qua đường ngọt sao. Quá thì ngán rồi. Phen ơi, chống rồi. Chống. Chống rồi. Chống đâu mà dễ vậy. Chống rồi. Trời trời. Vậy là mày chưa chấp tụi gì hai vòng đâu. Tay chống rồi. Nè, cầm vô mày. Nếu như mà quay video tôi lại luôn. Dạ gì? Tôi là phải ăn. Hay quá. Đúng. Yeah. Yes, yes mà đâu. Tôi phiên ra. Chuẩn bị ra nè. Người tác động bắt đầu nó vô trống nữa sao? Người ra luôn. Tính nhà mình vô trống cái lùng chắc nó bụ nó ta. Quá vậy. Trời cho mà trò chơi mà. Đứa đầu tiên vô ông trống hết rồi, trống hết rồi. Dầu gà, quá rồi. Gà. Gà ok, đùi gà được. Được. Vậy là mấy bên vô hai cái đùi gà đó bác. Okay. Hai cái đùi gà này hơi mệt nha anh em. Okay. Hơi bự đấy. Có chén vô em nè. Đó. Thằng ổn. Dùng cái này đi. Đây hai cái đùi gà này cũng hơi mệt nha bạn. Đùi gà nước. Là mình chấp anh em mấy vòng này nha bạn. Đùi gà nước rất là ngon. Hai chứ luôn dùm lửa không? Lửa đấy. Được lửa mà. Trời đùi gà bự chứ hả? Đi trước có nguyên lửa. Đúng không? Không nguyên. Mà tại mình đi trước mà. Trước gặp nhiều mướn. Ngao cái thịt nó thịt không có hơi mệt lắm chứ. Hai cái đùi đều bị đi luôn rồi. Còn xương sao? Xương bỏ chứ sao trời. Tôi tính ăn xương luôn á đại ca. Xương thì bỏ em cố ăn cái bắt cổ cái đi ra ngoài lấy 500 ngàn nó không đủ mà gấp cục xương nó té không á. Ngon nha. Chấm đây nè. Chấm ngon hơn. Chấm này ngon rồi nè. Ok. Thịt gà chấm ngon. Mua từ ớt chanh. Ngon dữ trời. Trời ơi, vậy là em cướp món gà để đang đây me từ cái vụ em hí hèm phải chứ. Sao không rồi. Gì? Tại không trúng rồi. Tại vô cái bàn tay này hư lúi này nè. Không. Trời ông Lùng này nhìn thèm nguyên đề tôi biết. Biết đâu chọn cái ba này Lùng nhìn thèm đó sao? Chọn gói luôn rồi. Thì ông nhịn luôn chứ sao? Nhìn thèm chứ gà. Ừ, nãy giờ mình quên nói với tất cả các bạn điều này nha bạn. Nếu như mà lỡ như một trong những món trên bàn nó hết đi nha bạn, thì mình ăn quay vô cái ô hết đó thì mình ăn kế bên luôn nha. Ok.
cái bên à. Kiểu đồng hồ nha. Ô cái bên theo kiểu đồng hồ nha. Ok. Là cái bên là ô gì ăn ô đó nha. Ở vô trống giờ cái bên ô trống giờ. Thì ăn ô trống. Không có. Hẹp cái bên ô trống. Ô trống của anh kia luôn. Thì ăn ô trống. Đó mà bây giờ. Ô trống có gì đâu ăn trời trống. Tôi mới mới ăn hết tô nè, tôi bực dữ lắm như Quy Huy ăn được hai món rồi. Thì cặp có ô trống ăn trời. Quy mày á. Ngon trời. Không được, gà nướng ngon nha fan. Tại mua chỗ này là chỗ ngon chứ. Mối sạch sẽ, ngon lạnh, ngon tiệt luôn, đậm đà luôn, quá đặc quá tiệt luôn. Tiệt khú mèo luôn. Thôi đừng lúc xuống nha. Dạ, xuống ngọn chạy mới nói cái đâm luôn trời. Đâm đâm nhẹ. Mỏ vậy, đâm nhẹ. Thôi tôi xui rồi. Mày hên thứ bà luôn, tao mới xui nè, nhìn, ngồi nhìn miệng chung mỏ luôn nè. Là xui nhất nè, tao lùng nè, lùng nãy giờ cũng nhịn luôn kìa. Tao xui thấy bà nãy qua đường thế nào đâu, bóng xui. Tính ra mà bánh trung thu có tên tao chẳng bộ. Ừ, tùng ginh ginh cắt tùng ginh ginh chạy đủ ghê chạy ông lấy đây chạy tùng ginh ginh tùng ginh như nó chạy bán nhạc đó hay thiệt chưa rồi rồi chúng ta nha quay phim đã xong nha bạn lùng tiếp tục đây bây giờ là vòng quay của lùng nha bạn không dính không lớn đâu không không chạy mời lùng vô rồi chỉ gà đi rồi tính chỉ gà phải lấy xui cho tay vậy tôi lấy đâu tôi không vô ấy cho cháu nhịn luôn tôi đang ngon miệng mà lấy xui cho tay mà anh chú hư quý vậy cưng vô lây là cây vương rồi mày chắc chú hư quá chắc tùng minh ginh luôn quá chóng rồi hết chóng rồi hết chóng rồi hết chóng rồi rồi tùng ginh thiệt cả bánh chú hư tùng ginh ginh chắc tùng ginh ginh tùng ginh ginh tùng 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 ginh rồi trời ơi. Rồi để luôn. Có khi nào mày sóc chăn ginh ginh rồi không? Rồi hả? Ờ bên chăn gạo ngò quá nồi hôm nay ơi. Sóc chăn này là tụng ginh nữa nè. Trong tay nó chống luôn mày. Chống luôn. Tùng ginh ginh tùng tùng ginh ginh mà tôi không ginh đâu. Chống nữa rồi, chống nữa rồi. Anh xui à. Chống. Qua luôn rồi. Chống rồi. Hay mày. Rồi. Tôi mang hắn đi. Rồi, tùng ginh ginh luôn không? Tùng ginh ginh rồi đó. Đây. Mà nha bạn. Rồi tôi với ông này giống như đồng đồng ba. Vậy là đồng ba đồng tiền đó rồi, hai ông cháu. Trời ơi, hỏi cháu tôi luôn vậy. Mình đơn. Rồi, mà ông cho cái bóng đồng đồng đó. Ừ, đồng ba đồng tiền mày mà nó ăn ba chiếc gà mà có chút thu kìa. Ừ, đồng ba đồng tiền. Không có đồng chứ không. Ừ. Đúng. Đồng cái tiền đâu. Rồi, hoài hoài hoài. Rồi, rồi, đồ gà đó cả, bánh trung thu. Bánh trung thu lùng. Má chứ không. Đó. Cái này là còn là bánh trung thu và lùng sẽ là bánh trung thu luôn nha okay. Bạn. Ok. Rồi. Ké luôn. Chắc là bánh trung thu ganh ganh. Bánh trung thu. Mùa trung thu mà vui nhất. Không có. Tết trung thu là Tết thiếu nhi mà sao mà lùng nó sắp mà dứt nhạc luôn mà có bánh trung thu quá trời. Đây bự nha bạn nè. Trời bá lửa luôn trời. Tiết thứ hai hả? Tiết thứ hai hả? Dạch vàng cái bánh mới. Ờ Tết hai. Nó nặng nhẹ te không sao. Tiết hai hả? Tiết 2. Ờ là học tiết thứ 2 là học toán đúng không? Trời ơi cả cái nhân gì? Rồi học cẩm nha bạn. Cẩm mà, nó có để mà. Học cẩm mà. Vô mời các bạn nha các bạn. À. Nhưng gì tè le em có chân trời gì mè mè láo gì tè le. Có trứng nữa kìa. Có trứng. Có trứng muối nữa mà. Nói chung ba vòng mình hết ba vòng mấy bạn. Ngon, trẻ mày mày để to luôn rồi còn nữa trời. Thêm dẫn đầu luôn trời, ăn được 3 món luôn rồi. Vậy là Huyên đang dẫn đầu xuống hướng 3 món không? Tôi nãy giờ tôi ăn có 1 tấn, 3 tấn rồi trời. 3 tấn. Nghĩ gì sao chứ? Nghĩ con hèn thiệt chứ. Trời ơi, chúng tôi ngồi bằng 5-6 tấn đó Phan. Ăn bánh chung thu rồi mệt đó nha Phan. Dọc sao mà cà lem. Vô chủ thu nữa là lớp hèn chi lên luôn nha. Thấy không ổn rồi đó. Nãy ông nói, nãy ông nói hòa hèm tất cả cho luôn, giờ ông được ăn đâu. Tức ra ông đang lồn kìa thơm, cuối cùng bị te thơm hơn, trời nghĩ sao mà chấp vòng vòng sau trống mà cuối cùng bị te đó. Cái đó này thì là hên xui thôi. Ngăn trời ơi. Nhưng mà ta chẳng chấp bằng vòng cuối cùng mà mày đi đồng tiền đó luôn. Đồng tiền hơn tiền luôn rồi, hơn luôn hơn tiền luôn rồi. Đồ nặng hơn luôn rồi. Bây giờ là te đi bạc lại mày luôn còn gì nữa. Xong rồi, cắm đầu với tôi. Con này lúng luôn chắc luôn rồi. Mày phải lúng luôn nè, đậu ăn có con la lên xong rồi, chung nó lúng luôn nè. Chưa không? Chưa mấy triệu à. Dính được nhiều lắm. Rồi sao? Ăn món này, hai cái bánh, một bánh bía với hột gạo thì cho ăn không? Cái ăn 5 món luôn rồi em mà trời ơi. Ăn thịt quá hết đó nè. Không ghê trời. Không, món nào cũng ngon các bạn. Nè, đùi gà nướng nữa các bạn thấy màu sắc hột rực rỡ ngon lành luôn. Hột gà nướng nữa các bạn cũng biết rồi, quá ngon rồi. Còn đây có một băm bánh thứ gà đó chứ nhiều. Không cái cần cổ. Ngon quá đi. Không cái cần cổ hả? Vậy mày ăn miếng bánh trung thu mày ăn miếng chua đi cho nó đỡ hốc. Sao? Nè, được húp hai lượng nước chấm nè. Được xong được trời đó mày ăn thêm mà chứ mày có bỏ bớt đâu mày sợ. Được cái nổi. Phải không? Còn dây gì nó lọt vô cái trong bánh á. À cái đó bây giờ không? Thu mày. Sao?
thu hả? Ừ. Thu dễ vậy. Dễ, dễ chỉ. Nhiều miếng. 1, 2, 3, 6 miếng rồi. 1, 2, 3 nhưng mà đếm nhiều lần cho anh. Đếm nhiều miếng. 1, 2, 3, ta là ba của mày. 7, 8, 9, ta không là lính Liên Xô. Cái gì đó trời. Ta không là lính Liên Xô. Đúng không? Rồi ăn nữa kìa, trời giống cho anh núp núp, ngon vị trời. Tao hết. Cái bản nhạc đó là 8, 9, 10, bồi đầm đâu ta? Bồi đầm ách theo, hối luôn. Giữa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rồi 10 bồi đầm và mách đâu? Đó không liên quan nội ơi. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Có 2, 2 thế không nội ơi? Ngon gì? Sao rồi bên? Rồi rồi dính rồi, dính rồi. Nãy dính cũng vậy. Cộng lông heo. Không, cái đó là cộng lông bánh thôi. Trời ơi trời. Cộng lông. Dím đi. Sĩ găng đó để dành sĩ găng nội ơi. Cái nhà sản xuất người ta đó là cố tình ta để đó vô đây mang bánh thu dính răng là sĩ găng đó nội ơi. Mày không có bậy ơi, cái cọng nó để gắn vô một cục. Rồi, tới lượt mới các bạn, tới lượt mới thì Lùng cũng hẳn là người mở. Các bạn đi qua em, con đừng vô Trung Hưu cũng như Lùng, thầy luôn tôi ngại lắm. Vô Trung Hưu là tôi xách đèn, tôi đấu trong chay luôn á. Vậy mà vô bánh ngô mà đi mua đèn cày luôn vừa đó. Mua đốt luôn. Không, mà nếu mà vô bánh Trung Hưu này mà ra thì tôi quá mua đèn chó luôn vừa đó. Vô đèn này có pin á. Đèn chó biết không? Đèn cày không? Trời ơi, trời ơi. Trời trời. Rồi ông Lùng ăn kỳ vậy ông Lùng. Bây giờ mày chống cái này mày giật tắt cái giọng luôn. Ông chơi game gì yếu hẹn trời chống cái nữa thôi con luôn quá. Chống cái cho mày giật tắt cái giọng luôn. Tôi ăn món mới được rồi tôi bắt đầu hèn. Chống nữa hả? Không chống rồi, không chống rồi. Không chống rồi. Cái khẩu vị của tôi đang hèm. Trung thu rồi. Thấy không? Tôi tiếp là cái mà. Vậy là Trung thu. Tới phiền. Mùa thu. Mày không đem Trung thu nữa hả? Mùa thu. Tao mày trung tử nữa mày. Hỏi Trung thu. Trung thu. Vậy Trung thực đi. Cho mày ăn hết. Mình nãy giờ mình xui lắm rồi, đổi vòng cái. Quay ghê trời. Trời đừng vô Trung thu ba. Bánh Trung thu tao xách đèn đi chơi. Bánh Trung thu anh xách đèn đi tù. Hay lắm đi bay. Hay lắm Lục ơi. Ông lẽ ba Trung thu chơi chạy. Ông Lùng là cái hai là ông ngán tới cổ rồi đó. Không biết mà. Chưa ngán mà ơi, mày sợ hoài, mày qua 7-5 cái nữa. Còn ngon miệng mà. Còn chấm muối ớt chanh. Trời Trung thu nữa trời, cá đủ vậy. Trời ơi, nói gì mà ông nghe trời. Vậy là còn có cái một luôn. Mình nhẹ trời. Tốt ngày. Trời ơi, vô ăn bánh thu anh ơi. Lượt này là ba anh em đều ăn bánh Trung thu hết nha bạn. Không, trời hội là lớn rồi. Gành Trung thu thì buộc ăn bánh Trung thu thôi. Chứ gần tới Trung thu anh em được bánh Trung thu, tôi chưa ăn bánh Trung thu đâu. Trung thu nè anh em ơi, bộ hèm từ đời nào vậy anh em ơi, vậy bộ hèm hồi kiếp trước cái gì vậy? Phát một Trung thu còn có cái một luôn. Ý là 6 cái bánh Trung thu còn thủng trời. Sao thủng được. Đây nè, hiện thầm ơi. Không, tại tụi bay hết rồi bánh Trung thu rồi sao? Rồi, come on, mời tất cả bạn nha. Mình ăn hèm bạn ơi. Đây, lâu lắm rồi mình mới bánh tán cái bánh Trung thu này. Hôm nay mình sẽ ăn thêm cái nữa. Dạ, anh hèm ơi, hồi em chịu ăn cái đó. Rồi, anh sẽ ăn luôn, anh ăn hèm à. Được chứng múi luôn. Anh nói được cái à. Vô mày các bạn nha. Ăn xong cái đó thì anh sẽ biết. Ngon mà ngon miệng trời, cắn vô ngon miệng chết luôn. Ngon luôn à? Ngon miệng cực kỳ. Trời ơi, ngon cực kỳ vậy. Trung thu ăn đốt đèn đi chơi. Ngon, ngọt, ngon, không? Tao ngon, ngon. Liếm cái đùi gà cái cho đỡ thèm. Cắn nghe hơi khô nha. Khô hả? Sốc. Bánh Trung thu chứ phải là bánh khô đâu. Không, khô cũng không rồi, nó phải bánh khô không khổ. Ăn bánh khô có gì nhăn nhẵn không? Không, không. Ờ trời giống như tôi bị dính sao nhẵn. Tại vì ăn trúng thưởng nhẵn á. Ừ. Ngồi đó đi trời. Đâu không gì hai thấp trúng. Có gặp nhiều ngã đâu trên bụng trời xanh nhanh trời. Biết năm mấy vòng chưa? Bốn vòng cũng nhiều. Yếu hèn nãy ta năm mấy vòng rồi đó. Bánh dẻo 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 dẻo. Hôm nay ăn hai vòng, hôm nay ăn hai vòng cái nhiêu? Ta nãy giờ 6 vòng chị. Nãy giờ bao nhiêu vòng? 4 vòng. 4 vòng là ăn yếu đuối. Yếu hèn. Yếu đuối rồi 4 vòng luôn. Vậy là chứ gà mình chưa ăn đúng không? Nghĩa là ông Lùng chưa ăn đúng không? Ông Lùng vô là mình ăn hai bánh Trung thu với hai bánh bông lan. Nghĩa là ông Lùng vô hai với hai đùi gà đó. Đúng rồi, hai đùi gà đó. Đậu không ông Lùng vô hai vòng ông ăn hai cái bánh Trung thu vậy. Tiếu hài vậy. Hài ha. Hài quái nào thiệt chứ. Ghét con nào dài dài con đó. Lại gì không hiểu. Mày ghét ăn bánh Trung thu hả? Trời. Sao đám đâu thèm. Đó, không thèm, không tôi tưởng đâu mà cái gì? Nhưng tụi anh.
Tại phải thập cẩm mà đậu xanh nó thèm nha. Gắt nó ghi sẵn trơn rồi. Ai vậy thập cẩm là mười mười cẩm không? Thập là mười á. Đúng. Là mười cẩm hả? Cẩm mười. Thập cẩm lai. Giống như Tết Trung Thu người ta quay quằn lại, người ta mua bánh Trung Thu gì người ta xẻ ra, người ta hí hí thôi chứ đâu mà ăn là cái của này. Từ nay bánh Trung Thu mà gặp lùng ăn chấm muối tiêu này chắc nó làm cái nước xốp bánh Trung Thu luôn á. Đúng không dạ? Quá dữ. Cháy chày ra làm sao vô cái bánh Trung Thu. Có mày vậy, có em mẹ. Cầu đường thấy đó. Cầu là có à. Vậy bánh. Wow. Cái này đùi gà mới ăn nhân cạn kỳ á. Nguyên bà ngồi đó, tôi đang hẹp nữa nè. Tao đang hẹp nữa. Giờ chuyển không mặn cái sọt xuống tơi người luôn. Em không mặn mà giống cái nào? Bù gà. Bù gà phải không? Ok. Ừ. Mới ăn được cái nướng rồi. Không. Tại sao? Ông gì đang hẹp mà không phải ông? Tại sao em ăn bánh Trung Thu nữa? Bánh Trung Thu ngọt rồi. Ngọt rồi hả? Ăn ngọt cái đi. Giờ chuyển qua mặn cái ngọt ok luôn. Ăn hai cái đùi gà cái quất cái bánh Trung Thu nữa là ngon. Ngon lành luôn ha. Ừ. Bầu bếp luôn. Quất thêm cái bía ha, quất thêm cái hai bánh bông lan ha, quất thêm dao hiểu gặm rồi sạch gặm đậu chua rồi sạch luôn. Hết dĩa này luôn, quất vô tiêu luôn. Lúc mà keo luôn. Ăn nguyên cái hột chơ hạnh luôn. Ô lòng hết trơn ha. Ừ. Ồ ngon cái trời. Thì nó đã còn dính mép này ha. Điếm dính mép ngon. Ồ. Kéo sợi, nuốt. Gời quá. Wow. Có gì? Không được bỏ phí. Đúng. Đúng không? Có gì? Không, chắc con nhạn là đà đó nha bạn. Tự sát tại đắp lát thôi vậy. Bánh Trung Thu cái gì chứ đắt. À, không nhanh được. Đừng được. Từ từ. Dính gan. Từ từ tỉnh gan dính. Kẹo lắm kẹo. Vậy mà đừng nha mà gan nha mà nú á. Ừ. Bé mày gan nha bạn nú. Nó dính gan nữa. Mũi nè. Cái hay lọc. Nghĩ rồi giờ ăn đồ khô mà. Không có nước. Vậy mà ăn lỗ mũi á đâu dính gan đâu. Vậy chứ mày nghĩ rồi cái mấy đồ này đầu nào có nước đâu. Một gà cũng chưa trơn, đúng không? Vậy hấp miếng nước sốt này đi. Ừ. Mà hai bánh bông lan vô nó hấp hết nước luôn rồi. Vậy hấp miếng tiêu nữa. Ừ. Ăn miếng chua đi, gió chua lên á, ăn bép bép đâu vậy. Cắn miếng chua ra cái tan nước tan chảy luôn á, đó là hài khuyến mãi á. Vậy ta nói không ngán nào trời. Ngán mà. Đâu còn ba tôi ai ăn thua cứu cái đầu ông á. Trời ba có chơi tao tự nhiên. Cứu đầu tao á, đụng cái gì. Tiếng luôn sao ấy. Gì không, không cần phải không? Không, không cần. Không cần thôi. Một chút nữa hết rồi còn có đâu đưa cần. Thôi cũng ăn hồn. Rồi lồn gán phấn đấu rồi. Rồi tới vòng mới nha bạn. Gán phấn đấu về một tương lai bánh Trung Thu nha. Một tương lai tươi sáng không? Ừ, một tương lai tươi sáng là chờ đợi chúng tôi. Đó là bánh Trung Thu đó mà. Chúng ta là ô. Ô đi cái chùa. Sao rồi bà đậu vô bánh Trung Thu với bà đậu. Có luôn cái chứ không có sợ đậu. Quay gì mấy cái dữ vậy. Có luôn á. Có luôn á. Nếu như mày vô được bánh Trung Thu thì sao. Đi để lại lá vàng. Anh đi để lại cho nàng thằng cu. Để tôi giúp cái bánh Trung Thu này cho. Mùa thu nói tiếp. Yeah. Nếu như mà cái thép đúng ai vô bánh Trung Thu á thì sẽ ăn hột đùi gà nha. Theo chiều kim đồng hồ nha. Cũng sẵn rồi đó. Rồi xong rồi cũng sẽ bấm cũng sẵn rồi đó. Bởi vậy tôi tính ăn cái bánh Trung Thu mà bị ông dành hết hay chơi rồi tôi lại rồi chứ. Tôi đang ăn bánh Trung Thu. Tuy nhiên mà ta chắc lượt cái quay vô hai lần trống. Quay vô lần trống. Xong tán vô ba cái bánh Trung Thu tụt. Tào lao. Hết sức tào lao. Vâng. Yeah, bánh bông lan. Vậy là mấy phiên. Bờ, lờ nghe. Tôi. Mày bờ lờ hả? Bờ. Vậy tới phiên. Phiên đang thở oxy. Bờ. Hết bánh Trung Thu rồi bên đây. Vậy là te bờ lờ. Tôi phát quả thôi. Tôi ăn cái mới mà. Bờ lờ. Ok. Từ đang thở cái mà. Bờ. Còn hai cục hai bên luôn á. Mặt của te giống bờ lờ. Bao. Mà cứ sợ. Bờ lờ. Bao luôn. Bờ lờ nhìn mặt em bờ lờ của em luôn. Bờ lờ là gì? Bánh bông lan.
Tao nói mày đang chạy. Đang dịch cái khác. Ta da đỏ đen tối. Đang dịch cái bông khác. Chống rồi Bibi ơi, chống rồi Bibi ơi. Ra. Ok. Ok nha. Ok. Để cho mình bánh trung thu nha mày, mình còn thằng mình nè. Ai cũng được ăn, có mình không được ăn nha mày. Làm gì trời ông ta thích thú cảm giác thú vị mà. Thú vị trời một... một tương lai của Oshigo và Musa vậy. Vì một tương lai tươi sáng. Tôi hai cái mình kẹp cái mình ăn luôn mày. Nhưng ai cũng được ăn, chỉ của mình không được ăn. Nào ăn quái đạn được chứ. Vậy. Tự nhiên đứa tao chi trời. Tụi mày của mày đứa tao mới chịu à. Bánh bía với cái đường gà nữa thôi đúng bạn. Ôi trời ơi trời. Ôi trời ơi trời là sao? Xém nhảy luôn kìa. Thì mưa phò tiếng mưa có vui bao giờ. Đồ ngon với trời. Lòng tôi kề. Rồi tất cả bạn nha. Ba trời hấp dẫn như trời ông trời chắc giờ chạy xuống như tầm tộp luôn á. Bánh này là bánh Đài Loan các bạn. À, giống như bánh Hương Lan nó có trà bông, có sữa, có tờ lưa tổng nha bạn. Ngon nha. Đấy. Không mời các bạn nghe cái thứ ba nha các bạn. Bánh hôi mềm ha, bánh hôi lan mềm hả? Ngon, béo. Quá ngon luôn. Đổi này. Đổi tại tôi cái tay tôi cũng chịu, tôi trước là tôi hốt rồi. Đang thèm luôn. Mình nướng gì có đó mà. Vậy mày ướt người mà chúng mà 10 tỷ chạy 5 tỷ số. Ông già đồ cho bánh lan đó, ừ. Ông gái luôn. Ừ, giấy bà phải không? Ông gái luôn. Ướt, ông giống bà ướt quá. Trời ơi, đứt luôn à. Bây giờ mình hết bánh vô mình sẽ đánh hết mấy cái này luôn. Dạ, yeah, phiên cho ba cái con gà. Ừ. Ừ, cũng em đi. Im. Cũng không cơm một cánh đi. Nói chung là bây giờ mình khát nước lắm luôn các bạn. Bánh nước. Bánh trung thu nó ngọt mà nó ngọt gắt mà nhức cái răng luôn. Hơi mệt luôn á chứ. Có một lùn là đỉnh nhất là ăn ba cái tộc kìa. Ai làm được chuyện đó đâu. Bánh trung thu ngọt gắt mà nhức cái răng luôn á trời. Quá. Đáng lẽ là quay chúng ba lần lượt giải độc đắc đó fan. Ai kêu nãy ông kêu bà đồ. Độc đắc hả? Ừ, ông giái, ông giái. Đắc, ừ, ông giái bà đồ không chị? Sợ độc chết luôn chứ độc đắc gì? Độc hại. Ừ. Ông ướt, ông giái, ông bà đồ gì vô ổng hết trơn. Hay đó. Bà sống từ đây rồi. Trong cái thèm 300 gram sao? Đó là chúng buông nổi. Làm gì ông trống cái gì mà sống không chịu à. Bánh trung thu rồi. Tôi sợ mới thấy má bánh tôi. Bánh trung thu hơi mệt ha. Mệt, mệt, nó gắt, mệt luôn. Kẹo kẹo. Mày. Cái này hả? Bình thường. Tại tự. Đủ. Ăn trong trong. Thôi chạy. Luôn lẹ lẹ luôn. Anh lẹ lẹ đi, tết tới rồi. Chua nha. Tết chua, tết rồi. Thôi bà ơi. Tôi còn ngay được ông âm mừng cho tôi nữa. Không mày, nó thấy mày ăn khỏe chết bà luôn gì đâu. Ủa, bánh trung thu diễn ra một cái rồi. Bình thường. Tại sao? Hay. Nó không hiểu gì chạy. Cắn một miếng như cắn một cái thôi. Không nói gì đến kẹo kẹo luôn. Không hiểu gì vậy. Hey. Xá khen trong lùm. Thôi mình càng bản nha bạn ơi. Chứ hai bạn. Bánh gì, bánh lan, bánh lan, ngon ngon ngon. Bờ bờ lờ, bờ bờ lờ. Thấy người ta cũng có lành nha, cũng có hai mệt nữa kìa. Lần sau mà nó vô à, hai cái bánh lan nữa, mệt chứ giỡn. Mày tên nào quá là mày. Mày đuối đấy. Anh nhịn thèm bánh trung thu này là mà biến mấy năm chưa? Từ cái năm mà thi bánh trung thu trong kia là tới giờ luôn á. Thì ăn bánh trung thu đúng không? Mà ông... Cách đây 3 năm đông cô ơi. Thấy mày. Rồi. Tôi sống rồi đó. Tao cũng sống rồi luôn. Tao sống rồi rồi. Hai hồi vô cái anh biết cho đủ luôn này. Còn hai ông này kìa hết đi. Ừ. Anh giúp em, anh giúp em. Cảm ơn anh mày ơi. Trời, cố gắng nè. Ông thấy tè đang bị dầm như quấn gom hai cái bóng lan nè. Nếu mà lần sau vô hai bóng lan nó hơi mệt hết chứ. Mệt lắm. Vô bánh mía. Ừ. Ngọt quá. Ngọt hả? Chấm muối đi. Ừ. Chấm muối tiêu mà ăn ngon hơn. Chấm muối đi. Em dùng thấy mông rồi. Ủa không lộn sao nó vô không chấm muối tiêu nữa không lộn. Dạ mày. Mất ngẹn luôn. Dạ mua hết luôn rồi. Ừ. Bởi vậy đâu có trúng được. 90% luôn rồi. Chẳng lẽ trăm mấy chục triệu người mà lần này lọt vô không? Lần này lọt được làm em. Ai biết được đâu. Nếu mà em có lọt được làm em thì người ta kêu là không ai là trúng số mà là trúng gió. Tới số. Lọt vô làm bữa đó tôi bị gắt cái gió nữa. Cái này gọi là tới số nè. Đâu mùa trúng mà lọt. Ờ tại vừa tới số em thấy công chuyện hiểm. Vậy là tới bánh ngu nữa. Ba bánh ngu thì tao sợ mày ơi. Con chỉ của mày làm được cái đó nha. Làm thiệt luôn. Chỉ có cô đâu có làm được chuyện đó thôi. Lúc mà mới đẻ tới giờ mới ngồi lại ăn một lần ba cái bánh ngu. Tự nhiên cái ta chấp vòng. Ngon lành hay cười gà gà cái vô lòng trống cười. Nhẹo lên. Tôi cho ông ăn này ngon nè.
Ôi, phúc ông. Để gắt đâu chưa? Cái tán cho cái ba cái hương tùng chứ. Tại ngày nãy giờ lòng nó trẻ còn có cơ hội rồi. Trong gian có trung thu ăn ba trứng gà hay là gì đó. Không phải trẻ gà nè, ăn hai một cái trung thu, một cái bếp, một cái bông lan. Nghe trẻ luôn quá. Nghe một chấm tiêu nè, kỹ phim hay lắm mà. Thôi mày ngán một chấm tương đi. Ừ nè. Có tao phải tự cứu mày không? Hay lắm lắm. Để tao chấm đi. Hay là chấm vô ăn. Ừ. Hay là chấm đường. Chấm giống không? Trời ơi, mới gọng cái nghĩ với em. Nãy giờ ghê lắm đó. Ông lộn vô được bánh trung thu, tôi mừng hơn má tôi về đó. Giờ mày chấm mày chấm hạt nêm đi. Vậy cái gì? Cái này không có vô tay à, chơi không có vô tay à. Vô vòng tôi nói rồi, thấy rồi. Bà. Ông hồi sao đang nguy hiểm luôn nhau. Cái gì ba, ông bỏ tao không đeo, chơi bú. Ai kia cái bắt mày không nhịn. Ông bỏ ông né, ông không bày lâu á nha. Tụi bé mà vậy tao tốc độ cao nha. Ông coi hướng đi, ông lấy cái ghế hãy ở đây đè rồi ông chạy bên đó. Ừ. Mình bắt gì tao chạy xuống kia kìa. Tao chạy xuống tao bảy. Nguy hiểm. Nè tao có kia ngay đậu. Ai mà hồi đó thằng lầu mà vừa quay đậu tao. Tóc lại liền nha. Ở đâu đậu chút nữa. Mô Phật à. Ra quán. Rồi. Vũ chơi. Ngân. Ngân. Đẹp chứ. Vì mày không lẽ mà vì một cái hai cái gửi bánh màu lan mà mày thành chia tay không sao? Đậu ông nghĩ ra hai cái gửi. Ông nghĩ ra hai cái gửi. Hai cái gửi không này. Hai cái sáu. Rồi. Hai cái bảy luôn á. Cái gì hai cái bảy? Hai cái sáu à. Hai cái bảy thèm á. Hai cái chín. Ờ ba cái mẹ đi. Là Lùng đã dừng cuộc chơi bạn nên Lùng sẽ đem này hồi nó qua bên hồi nó ăn nữa nha bạn. đang hèm. Lùng đang hèm nha. Đang lên hèm không? Ok. Lên hai. Anh bia. Trời phải khô máu. Ừ. Ừ. Gà. Bánh đồng làng đi. Bông lan. Bánh gì cũng được. Anh cứu anh có đồng làng đi. Mà không ăn bánh bía nãy chưa ăn. Ủa ăn bánh bía nè. Tôi xung quanh mà. Quá rồi dễ cho tôi. Chống luôn mày. Bánh bía. Chống luôn. Cho rồi hết rồi, hết trống rồi. Hết trống rồi. Gà, hai cái đùi gà. Gà ngon quá trời. Anh nấu là ăn mặn, mày ăn mặn lại, mày ăn ngọt sao mặn mà. Tại em. Ừ, nó ra vô cái thơm chạy. Không, đùi gà không thơm đâu, thiệt. Nhưng mà nó hết ăn mặn không? Đang ăn ngọt qua mặn rồi, ngon, ngon miệng liền. Đùi gà không ngon đâu. Nó không có bự. Chỉ người từng trải biết thôi. Vậy là phim này cho nó mé rồi mày, cho nó to luôn mày. Được, tôi sĩ có bánh bè. Phim sợ bánh bông lan lắm, đừng có vô bánh bông lan ngại lắm. Tôi sợ bánh bông lan nhất trên thế giới luôn. Rồi hộp gà anh hai. Cái dùng gà bảy ba. Hộp gà. Anh hai lựa cái coi. Dùng gà quay qua giờ mới lùng ta ăn tiếp nó. Được rồi không? Được rồi, lựa đi. Cái. Okay. Cái nào trời cái nào. Em ngồi quay đây tao còn tăng tiếng nói nha. Ok. Quay. Cái này mà anh. Bà cú. Mình có vỏ lúc nào cũng tay chân lại mắt lắm. Rồi đây mình ăn tiếp mới nói mà hết nổi rồi, mình phải ăn tiếp mới được. Vô các bạn quá. Mới. Không. Ngọt đối với tao là quá tầm thường luôn. Rồi tất cả là ăn đùi gà nha. Giờ là đùi gà là ba luôn. Cái gì vậy ba? Cái gì đó tôi cũng cắn nha, tôi bẻ ra nha fan. Vô bạn. Rồi ai bạn nấu trời. Ừ. Trời trời. Đùi gà quá ngon rồi. Tại mua ngay chỗ làm ngon, sạch sẽ. Đậm đà. Bánh ra mà ba trái gà cho nó khỏe ăn hai đùi gà lắm nội. Dạ hả? Ừ, mềm. Mềm gà nó dai, nó cứng. Nhưng mà được cái là nó có xương. Đúng không? Đùi gà có xương. Thì trừ lại cho phần đó. Còn hộp gà này cũng có xương luôn. Xương, mắt xương nè. Đùi gà hộp đó ngon. Ngon đầu. Không, đùi gà mà tại vì nóng thì ăn ngon các bạn, nhưng mà khi mà nó nguội ăn nó ngon các bạn. Thôi thôi mệt đó nha. Ngon. Không cũng ngon đâu. Nguội là nó xăm xì á. Tôi thấy trong đây bánh trung thu ngon nó cũng nổi rồi. Không lo, không biết ngon hơn ông nội. Bánh trung thu cứng khó ăn nhưng mà bánh bía nó ngán thì còn nhé luôn. Mà mang ba bánh bía tục thì thấy cảnh say sẩm luôn á. Mà bánh bía nó nhỏ hơn bánh trung thu. Đúng rồi, mà nó ngán hơn nhiều. Tôi sử dụng hai món công đây. Cái hai lần mới dùng không có công đó. Đang ngon rồi, đang vừa nêm luôn. Vừa quà, tôi đang hai cái bảy trung thu. Tôi đường người đang thở hơi lên nữa. Vừa dữ à. Bà đợi con làm sao vô trống đi.
Nãy giờ cũng chưa được vô giống nè bà ơi. Mày giá tao. Nãy vòng nào cũng ăn chưa vô giống. Thằng ta được một vòng phải không? Hai vòng. Không. Hai vòng trống hả? Tôi là cái máy bền bỉ. Vậy là thằng ta được hai vòng trống luôn. Thằng ta hai vòng. Hai vòng. Hai vòng trống liên tục luôn. Hai vòng trống liên hai vòng có vậy liên tục á. Nó xé tiền như mày đó. Nó ngu quá. Cái hộp dịch này nó bị gì vậy trời? Nó như câu câu vậy. À, ý là mày nói là hộp câu câu không? Cắn như tại đó vậy mà. Ăn ăn xương cháo không? Mình mềm như vậy. À, cái mềm mềm vậy á. Dễ ăn. Mềm mềm gì vậy? Gì vậy anh hỏi? Dạ, dạ, dạ. Cái gì? Dạ, mới nghe gì á? Chụp chạy bờ gà. Ê, tao không biết nha. Đâu có gì tao nó chạy. Mẹ, ngồi sẵn rồi. Chết rồi. Ừ. Tao nó bị quán nha bạn. Rồi trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Thôi cho bà. Mẹ canh tỉ rồi, mất không tên ra. Rồi thằng Tức ngồi nó chạy. Ông bà ơi. Chỉ còn lại te vào cái bia cho bạn các bạn. Gần tới hồi kết rồi. Các bạn đón xem tới hồi kết coi cuộc thử thách hôm nay. Ai là quán quân nha bạn. Ông á. Tao quán hả? Không biết gà. Chú quán quân gì? Dẹp này đây. Tao quán quân gì nữa? Để đó mà ăn trời. Chúc ăn. Thiệt không chúc ăn không? Tao rồi. Thương ơi. Thôi đùi gà thấy cũng hơi mệt chứ. Thương suối gà không? Tại gà vô nước rút rồi nó gặp khô cứng thì hơi mệt đó chứ. Không, không mệt không? Dạ. Còn vậy hai cái đùi gà ở đây. Không nghĩ. Hay da. Cái gì đấy ca? Cái đùi gà. Cái mình nha bạn ơi. Chào mày hai cái bông lan. Trời ơi, đẹp vậy. Rồi xong không? Chào mày hai cái bánh bông lan á. Còn mấy cái bánh bé đây. Rồi sao vô. Cái gì được mà. Thôi vô cái ông Lan nhưng mà hội vô ông Lan mệt đó chứ. Mệt rồi mệt, ra im không mệt thôi. Mình làm vô ông Lan mà làm lúng luôn á. Ui lúng rồi, quái rồi, ông Lan vết rồi. Tao biết rồi mà. Chóng. Qua rồi, qua chóng rồi. Tao biết. Anh Trung Thu vậy là đùi gà. Vậy là ăn đùi gà nữa trời. Yếu hèn nữa. Thôi đi vô được không á. Vậy là ăn theo chìm kia đồng hồ. Đúng rồi, quay lại. Vậy là mà đùi gà. Vậy là bánh Trung Thu hết thì ăn đùi gà nha. Phật độ con vô chóng bà ơi, bà. Bà ơi. Mày kêu tao mà tao đổ vô không chịu. Ông đổ cho bánh trung thu á. Mày kêu mày mày đổ tao không đúng nàng sao? Đổ cho nó luôn. Vô con trống coi xả hơi bữa một lần đi bà ơi. Đổ cho con vô trống một lần nữa con. Mày chưa hết rồi mà thấy gà. Có mày. Rồi hết rồi, hết rồi, hết rồi. Rồi đùi gà luôn. Vô bánh trung thu đùi gà nữa nha bạn. Rồi, rồi vậy là bên bên hai đùi gà. Xe hai đổi cái gì trời? Không công luôn trời. Ngốc luôn rồi. Rồi rồi. Xe đó không công luôn kìa. Rồi để đại ý gì đùi gà để đại. Cái này cũng coi tròn chắc khỏe không? Cái này mà nó uống hết trời. Dứt. Rồi, trời to, to. Dòng này là có chết thiệt chứ mày giỡn nha. Cứng bụng luôn rồi đó. Ừ. Bà không đổ con bà. Dòng này có cái chết thiệt ra. Tất cả bạn nha. Rồi cố gắng mọi cố gắng ăn hết hết bốn cái đùi gà luôn đi. Đây em mở cái. Ngon ngon trời. Cái bạn miệng ăn không được hồn nó ngán khó chịu. Không, tao biết. Tao biết gì đâu. Cái đùi gà hơn mặt mình nữa nha bạn. Tao gặp tao đang quẩy. Bố mày lấy mình rồi, làm gì đúng không? Anh ăn số lượng nhiều vô, hồi nó dồn hơi phải ở ra mới được. À, vô đây. Vậy tao vỗ cổ vợ, vỗ ở con tao hay lắm, tao vỗ cho. Vỗ ở ọt liền á. Vỗ ra ngoài luôn. Vỗ cái lợi liền luôn á. Ừ. Mắt xương vậy à? Diễn nổi. Cái gà mắt có cái màu bệnh để mình lấy ra lần. Tao lấy muối rồi xác đít tao mà. Nhảy nhảy mày cừu dẫn cái xương ra vậy. Dưới thịt gà. Dưới gà. Gà hình giống như một cái. Cái đùi gà hỏi gì đâu. Cái đùi gà mà kiểu gà phê. Cái miệng này giờ là ăn không ngừng nghỉ luôn. Miệng mình chăm chỉ vậy trời. Đúng rồi. Cái miệng là siêng năng nhất trong cơ thể con người mà. Mình nghĩ đi. Ban đêm là cái tay cái chân mình là nằm im ngu để ngủ, còn cái miệng là cũng vẫn hoạt động đúng không? Cái miệng là siêng năng nhất trong trong cơ thể con người mà. Muốn vô mắt con người là nó muốn gì vậy? Muốn vô mắt không à? Muốn vô mắt tại gì? Nãy nó muốn rất không biết gì đó, không giờ vô mắt ngoài. Vậy không có con thích đó à? Anh ơi. À, nó khô, nó cứng,
mình ăn uống cho một hồng rồi làm tao nhai. Mình không chết gì anh ơi. Mẹ chết. Đậu bọng. Đúng ta. Trời trời. Còn tao không ăn không tao gặp tao còn ớn ớn này mình gì ăn hay thèm hả? Trời trời. Vậy hai bay chọc với nhau lần nào chịu không nổi luôn. Chọc hai chọc chung mà hai này nó không bơm cát mà lùm kia nó bơm cái luôn. Bơm cái thôi luôn. Nãy giờ tôi không dám nói chuyện nữa. Như là sơ đó, ăn là không biết vị ngon. Ăn cái sô cô la ấy trời. Gạo sống rồi. Bây giờ con gạo là không biết vị ngon luôn á. Gạo mà sơ chín nó gạo sống á. Sơ 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 không? Không mùi vị đó. Có mùi vị chứ. Không mùi vị luôn. Có hơi mặn ngọt rồi chứ không rẻ gì lên lặng nhách. Không rẻ cái đùi gà lặng nhách. Phải có mặn mặn rồi chứ. Mùi chai à. Như vậy lần cái vị gà rồi không có cảm giác gì giống như là ông ăn nghe sơ á. Cái nào gà nè ông ăn nhiều quá không biết gì vậy luôn. Ông chấm với tiêu rồi còn có vị nha, còn ông là ăn không là không có gì. Vậy là hai ba bị covid nữa mất vị giác. Ê nè làm gì đó ấy nha ấy nha cứng nhẹ luôn rồi đùi gà này nó ngủ lại mà. Tay đùi gà này người ta mua là người ta lưỡng sĩ tại chỗ luôn đúng không? Cái này nó có luộc trước không? Nó mới nướng hết à? Không, nó nấu trước. Trước rồi nó mới nướng. Thường ta nấu nướng mà. Chứ không lẽ mà thường nói là hồi nấu nướng thôi. Chứ mà đang ăn luộc nướng hả? Luộc nướng. Cái gì nữa trời? Ta nói từ nấu nướng nó hồng hấp lý ăn luộc nướng không? Ờ, phun cục gà nhẹ hả? Ai phun gà hả? Em phun ai? Chị. Em hở ra cái gùng bay luôn. Gì lắm. Quá đơn giản. Quá nhẹ nhàng. Cho thêm bám cái đồ gà đi. Cái gì vậy? Ngồi đừng bị gái trong lòng nãy nha. Nãy nhở rồi. Tôi đang ăn được mà. Ăn hơi ấy rồi. Ổn áp à. Chúng ta ấy hả? Rồi. Sắp tới hồi kết nha bạn. Hiện tại là còn 4 cái mía, 2 cái bánh mù lan và 2 cái đùi gà và 6 chiếc quay lâu. Nhưng mà bữa nay là quýnh không hết nổi rồi. Nói chung là 1-2 vòng nữa là Ben lên đi. Ngồi gần đi. Ngồi gần đi. Không chơi. Nữa là Ben à. Một bên tới mình bay cho bạn ơi. Không chơi nổi không? Này là Ben đó. Nhắm mắt lại em đi đi đùi gà ơi. Giờ chỉ có trống mới là cứu anh em nữa thôi. Nào trống đã thắng. Ừ. Đúng, hàng hợp chấm quá hắn. Chống rồi, chống rồi. Chống rồi. Chống đi, chống đi. Chống. Chống rồi kìa. Qua luôn rồi. Chống rồi. Qua rồi, qua rồi. Lâu, nó mạnh hùng lâu nữa mà. Trời trời. Đùa gà tiếp. Con em đi. Không lại. Đâu. Con ốc gì vậy? Đâu gà ốc luôn chứ. Tất bệnh bay. Đây vậy cho. Rồi qua đây. Một phạt à. Trời trời, PPK. Con ông già bây giờ thắng. Chưa chắc thắng đâu. Trời chắc đầu nó cũng đang bèn lắm rồi, nó lắm rồi chứ bộ. Nãy vòng nào nó cũng ăn chứ mà. Vòng trống nó cứu được nó thôi. Già nó ăn hơn tại 2 vòng. Ừ. Vòng trống nó cứu được nó thôi. Qua rồi. Trống luôn mày. Qua rồi, qua rồi. Một ca. Một gà nha. Một gà cũng ngon vậy. Một gà cũng ngon lạnh như trời. Một gà đổi cho hai cái đùi gà cũng êm chứ bộ. Chắc là rước qua luôn quá. Mẹ ăn củ qua đi. 9 chiếc đùi gà. 9 chiếc đùi gà. 6 cái đùi gà. 6 cái đùi gà. 2 cái bánh bông lan. Và 2 cái bánh su thu. Nhà te rồi. Tại vì hơn nữa có mèo ăn tiếp chứ nếu mà mình nó ăn nổi đâu. Ừ, tới tôi nữa hả? Tới tao. Cái món này sao quả gì đâu chứ trời. Cái gì nữa? Mày mới nấu hồi nãy thôi. Vô mà ăn được nhưng mà tại nó ăn lâu rồi đó ơi cứng.
Làm lưỡi ăn nha. Quái gì đâu là cái gì trời. Làm lưỡi ăn nha ba. Quái gì đâu là gì bên. Quái gì đâu là quá ngon nè. Mời cả bạn nha, tôi ra tiếp tục nha, quá ngon. Còn miếng chưa? Ngon lắm. Nói chung là cuộc sống rồi bạn. Có ăn là ngon à. Đúng không? Mà mười người ta không ăn đúng không ạ? Mày mười ta ngố luôn. Tao quá ăn, chứ không phải là không có ăn mà tao quá ăn. Mày có ăn là hạnh phúc. Cái gì vậy ba? Chắc dầu quá. Chắc dầu quá. Ờ cái ăn mới được. Ăn cái ăn đi, cái ăn đi. Rồi cái đầu tao cũng đóng cái đầu tao luôn quá. Cái đầu tao một bãi đâu. Sao buồn kẹo quá. Mình dùng hơi rồi phải ra hơi chứ. Rồi. Trời muốn tiêu mặn. Không có rồi. Mặn vô. Mặn cho miếng hành nó hơi mặn lắm rồi. Rồi. Có số má rồi. Giỡn ngồi ơi. Thôi thiệt luôn chứ giỡn gì. Không nói ai tụi gà không chén mà tao muốn bệnh luôn chứ mà giỡn. Nó ông nói không có bệnh nha. Tao phải ủng hộ cho Dung đi. Tao không bệnh luôn đi chứ. Tối nay nằm mơ gặp tụi gà giọng như mặt công quá. Tao có tối nay gặp cái đùi gà đang ngủ đập râu dở bọt. Vậy mà chữa cái nhét túi đi. Tối nay gì mà phát huy không? Ừ, có mùi dữ lắm. Ừ. Giống như một quán lượng rồi gọi vô đầu tác hành nha. Bỏ 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 trước cái. Không phải chạy. Ờ, nó trúng mà. Thôi, em thôi đi. Nó cứ làm không giờ. Anh giúp em quánh không quan đi. Mình giúp cái này vô xong cái này à. Hai cái bánh dở đùi gà còn chưa hết nữa kìa. Ủa, bấm. Cái nào là dưới bụi bẩn rồi quốc ngồi nó lấp nước nít luôn á đậu bọng. Dùng hết tới rồi. Đúng bụng. Nãy nếu con lùng ăn rồi mà lùng thắng luôn. Thắng dữ chưa? Thắng chắc. Hai này là không có vé cho mày luôn. À, yếu nè. Hồi nãy giờ có mày là mày đánh chắc luôn. Tôi gặp rồi, tôi gung rồi. Tao mày không có đầu luôn chứ gung gì. Rồi cho ba xích trâu nằm cái đầu tôi luôn quá. Bọng mày đánh trên đầu cái gì đó. Ủa. Ủa. Hên là sao nếu nãy không phải đội vị trí lại nha là quý phiên hai đùi gà hai ba chiếc gà cả thắng tiêu rồi. Ừ đúng không, thắng tốc độ luôn hả? Ừ. Nhưng mà cũng bù lại te nó bỏ hai vòng ý là nãy là quán đội vị trí lại là te thắng trực tiếp luôn rồi rồi phiên cho hai đùi gà nó đâu nổi đâu nó mua to luôn rồi hai đùi gà thì cứng ăn đâu nổi xe thịt nó dài quá dài dài quá nó vừa hứa già tấn nghe không quá vậy anh em quái sắc tụi con lỡ luôn rồi má dài quá dài dài.
Trời ơi trời đậu bọn nó gần thôi nó bẹt nó ké luôn quá. Nó phải tránh nó nghe trời mày bay qua đây bay lại nữa là chạy thủng đâu. Mày ăn tao muốn bệnh luôn á. Hello fan. Bây giờ ăn dữ trời. Đang ngon miệng rồi. Đây. Tại dính ra rồi mà. Cho cái mắm đường đi ông ơi, mặn lắm mà mặn ơi. Mặn. Dạ, mới còn có nửa trứng đó lên chứ nhiều. Trong chén kìa. Trừ nửa trứng. Hai chén hai cái ghép lại nửa trứng chứ nhiều. Đúng rồi. Để nửa trứng. Ừ. Nửa quả nhiều. Nửa quả cũng đợi không nổi. Rồi nhai cái đầu mà nuốt ẹt cái đầu cái mà bơm cắt ù cái xong. Tè cũng còn có miếng chứ nhiều. Ừ, hồi nào cũng vậy hết với nhau mà. Hai còn nửa cái. À, trời còn miếng da không biết ghê chứ. Ù căng nữa. Cười quá. Thôi anh em, xin chắc quá anh em ơi. Ôi, gà nha. Bỏ à? Bỏ đi. Chứ phải là... Miếng xíu à? Mày nói gì trời? Thấy tôi ấy, nó sạc lô quý mẹ. Mày nói gì? Mới sạc lô quý nhá. Wow. Ủa anh em, tới mà. Thôi mà hai bạn cứ nghe vòng quay để chọn ra người may mắn của tối đêm nay. Nghe hết rồi. Nghe hết rồi mày. Thôi, để nghe hết để dùng cái gì biết nói. Nghe bạn. Nghe. Trước luôn nha. Trước mà. Ừ. Đầu bên bay trước luôn nha bạn. Ừ hên. Hai cái ông làng. Cái gì vậy ba? Đậu bỏ mấy con ké cho mày luôn quá. Chống rồi bên ơi. Hai ông làng mày. Chống gì giờ này chống vui vẻ vậy trời. Hai cái ông làng. Ừ, gà, gà bánh bông lan. Bánh bông lan. À, bông lan luôn cái thôi. Gà luôn. Thôi gà. Đúng không? Bông lan nha bạn. Rồi xong, các bạn thấy cái kết đã lòi gai bạn là te là người du lịch mãi mãi nha bạn. Một trong cái lò trực tiếp nè. Ừ. Ừ. Ok. Yeah. Vậy mày vô trống toàn miếng chua nha. Chứ mày ăn đi. Ăn trước rồi. Ăn trước rồi. Ông trống vô trống. Vậy tôi không vô mẹ luôn mày. Tao nhả hả? Trống rồi cô ơi. Trống rồi. Trống. Qua luôn rồi. Lan bánh bía. Lan là nó bía. Lên đúng rồi mà. Giờ cũng còn bánh bía à. Đúng rồi, qua xin đồng hồ mà. Trời ơi, bánh này 30 giây. Trời ơi, đơn giản à. Trời nãy em kêu anh giúp anh cái bánh bông lan, không giúp anh. Vậy em quay trước, anh cứ quay trước rồi anh đang ở đây. Bạn nói là lần lộn bía là hắn mà. Mấy bạn nha. Em bía chấm mua tiền mới ngon á. Chuyển qua đường ngọt không biết sao các bạn ơi. Ngon chứ sao trời. Quá ngon luôn chứ nào. Đúng rồi, toàn đúng có 1 cái đường gà luôn á. Thiệt hả? Ừ. Mày có đường gà đâu. Nè nãy giờ 4 cái gì mà. Rồi, cái à. Tôi ăn 3 giọng cái gì không nội ơi. 2 giọng nội ơi. Mày ăn 6 cái. Mày ăn 6 cái nè. 6 đường gà phải không? Tôi mấy cái gà. Mày 4 cái. Người phiên ăn 4 cái. Người ông ngộ 6 cái. 6 cái. Mày 4 cái. 4 cái hả? Ừ. Sao tôi thấy ăn được gãi vậy chứ trời. Ông vòng mấy con ngón tay đi. Mấy bạn nha. Bánh bé quá ngán rồi. Ngán gì vậy? Cái gì nữa. Bánh bé mà ngán gì trời. Ủa bà ơi. Không nổi hả? Bánh bé là một tháng rồi thì nó mềm. Mềm mệt nữa. Ừ. Hai ông Lan sao ăn nổi. Đừng nhớ ông Lan mà. Rồi cuộc chơi anh em mình đã tàn nha bạn. Nhà là mình là người chiến thắng nha. Tại vì mình còn ăn quá khỏe. Nó là chịu nổi mà đâu. Thắng bà Ben ăn hoài bà Ben. Không có lắm mà. Rồi. Mày nghe nó ăn được một bữa đâu. Đó là hưu nâu mà. Ủa luôn hả? Ừ. 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 Tại nó hư nâu rồi mà, cái nó còn ăn cái mẹ này, mày ăn hết đó mày ăn rồi. Mày ăn hết cái đó xiên rồi. Ừ. Ủa 500k đâu rồi?
để trong tay mòn. Ngon á. Đây. Phải chơi hưởng cho người hùng người của tối hôm nay không? Ừ. Nói chung là cuộc thử thách tối hôm nay là Te là người chiến thắng các bạn. Te chiến thắng là 4 cái đùi gà, 1 bánh trung thu, 6 trứng một gà, 2 bánh bông lan, 2 bánh bông lan, 6 trứng, 2 bánh trứng, cái bé, không nhớ, cái bé, 2 trống. Ra không? Đúng. Là người hùng tối hôm nay là Cu Te nha bạn. À. Hay. Cú lùng là hùng nhất đấy. Hạ luôn tự nhiên quay vô ô trống xong được tặng ô cho được tặng được vòng xong tán với ba cái bánh hù liên tục tàu lao hết sức tàu lao. Nhưng đấy là chạy trẻ ra còn có thể kéo về vòng không? Bởi vậy ông vô chấp vòng rồi vô đi chơi ô trống rồi thấy ô ô ve ô gì ba cái bánh trung thu chặt vô không định mệnh chơi rồi biết không định mệnh chơi rồi. Thôi nói chung thì clip hôm nay anh em mình xin phép sẽ khép lại tại đây. Chúc cho toàn thể tất cả các bạn xem clip này có gì đó vui vẻ và nhiều sức khỏe. Nếu tất cả bạn thích clip này các bạn hãy nhớ like clip và chia sẻ với anh em mình. Và điều quan trọng của bạn bấm đăng ký kênh, nhấn cái chuông bên cạnh để theo dõi clip tiếp theo. Và bây giờ chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Bye bye, xin chào, hẹn gặp lại nha. Bye bye.